Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Dự báo từ chiều tối ngày 24 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa to và rông, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất nhiều nơi. Từ nay đến sáng 26 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm ở Bắc Bộ và từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm ở Bắc Trung Bộ. Trong ngày 24 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Ngày và đêm 24 tháng 6, Trung Trung Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Chiều và tối 24 tháng 6, Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa rào và rông rải rác, cục bộ mưa to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Đến chiều và đêm 26 tháng 6, mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ có khả năng giảm dần. Cảnh báo mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc. Đặc biệt các huyện Bắc Hà, Bát Sát, Simacai, Bảo Thắng, Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Yên, Sapa, thành phố Lào Cai ở tỉnh Lào Cai. Các huyện Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Trấn, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ thuộc tỉnh Yên Bái. Tỉnh Phú Thọ là các huyện Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì. Ngoài ra, còn có các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc như Lập Thạch, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 6, Ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm, địa chỉ tại 150 đường Điện Biên Phủ, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Tòa nhà này làm bằng gỗ, mới được tu sửa. Người dân xung quanh đã hỗ trợ các sư thầy dập lửa, song do thời tiết khô nóng, nội thất chủ yếu bằng gỗ nên lửa bùng lên rất mạnh. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng dập lửa. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bùng phát rất lớn ở tránh điện và bắt đầu lan sang những dãy nhà bên cạnh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều hàng chục xe chữa cháy, nhưng đám cháy ở tránh điện bùng phát mạnh nên ngọn lửa phải mất nhiều giờ đồng hồ mới được khống chế. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, vụ cháy được các lực lượng dập tắt. Lực lượng chức năng tiếp tục làm mát để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hại nhiều đồ đạc. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thuyền Lâm là ngôi chùa cổ nằm ở Gò Dương Xuân, được xây dựng dưới thời Chúa Nguyễn. Một số nhà sử học cho rằng khu vực chùa Thuyền Lâm, tọa lạc xưa kia, từng tồn tại phủ Dương Xuân dưới thời nhà Tây Sơn. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Cụ thể tối 23 tháng 6, lãnh đạo xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết hai vợ chồng chú trên địa bàn được phát hiện tử vong bất thường trong nhà. Nạn nhân là ông NVT 80 tuổi và bà TTV 77 tuổi cùng chú tại xóm 6, xã Nghĩa Phú. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, con gái ông T tới thăm bố mẹ nhưng cửa đóng kín nên trèo cổng vào thì phát hiện bố mẹ đã tử vong. Bố nằm dưới đất, mẹ nằm trên giường. Khoảng 1-2 ngày nay, người dân xung quanh không thấy vợ chồng ông T và bà V ra ngoài, nhà đóng cửa ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi, mã chứng khoán NRC, vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024. Đáng chú ý, NRC sẽ trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá 10.000 đồng một cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng. Thời gian diễn ra dự kiến là trong năm 2024, sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu sau khi chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Theo kế hoạch đề ra trước đó, công ty danh khô cho biết sẽ dùng số tiền 1.000 tỷ đồng này thanh toán các khoản gồm nợ thuế quá hạn 110 tỷ, gốc lãi trái phiếu 320 tỷ và nợ vay tại ngân hàng 90 tỷ. Đồng thời, công ty cũng muốn dành khoảng 375 tỷ đồng để mua lại các sản phẩm đất nền đã có pháp lý đầy đủ tại các dự án khu dân cư được quy hoạch bài bản, hạ tầng hoàn thiện. Số tiền còn lại, NRC sẽ dùng 195 tỷ đồng để mua một phần khu dân cư Đại Nam, quốc lộ 13, xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, 180 tỷ đồng để mua một phần dự án tại khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng, Hàm Liên, quốc lộ 1A, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 105 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Khu dân cư Đại Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tân khai làm chủ đầu tư. Tân khai là thành viên thuộc công ty cổ phần Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng hay còn gọi là Dũng Lò Vôi. Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng, Hàm Liên do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ nhà đất Tuấn Tú làm chủ đầu tư. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã chấp thuận đầu tư dự án giai đoạn 1 với diện tích gần 18 ha. Tuy nhiên, thị giá hiện tại của cổ phiếu NRC trên HOC chỉ 4.700 đồng một cổ phiếu, nên việc công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi có phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu để thu về 1.000 tỷ đồng hay không là câu chuyện còn bỏ ngỏ. Nói về kết quả kinh doanh trong năm 2023, trong tờ trình gửi cổ đông tại đại hội năm nay, Danh Khôi cho biết tình hình khó khăn vẫn còn đối với các doanh nghiệp bất động sản. Công ty đã cố gắng tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy để góp phần tinh giảm chi phí, cơ cấu lại danh mục đầu tư. Tuy đã rất nỗ lực trong việc thay đổi các cách thức, giải pháp kinh doanh, nhưng khó khăn từ nền kinh tế và thị trường bất động sản vẫn còn tác động lớn đến hoạt động kinh doanh của các đối tác mà công ty hợp tác kinh doanh. Do vậy, tình hình tài chính tuy đã có cải thiện nhưng vẫn còn một số tồn động trong nghĩa vụ tài chính với nhà nước, trái chủ. Danh khôi đặt mục tiêu cấu trúc lại nguồn vốn và các hoạt động đầu tư kinh doanh trong năm 2024. Tuy nhiên, quý một năm nay, danh khôi ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 5,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,67 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 31 tháng 3, tiền và các khoản tương đương tiền của Danh Khôi chỉ còn 554 triệu đồng. Tiền thân của Danh Khôi là công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Danh Khôi (DKR) được thành lập từ năm 2006, chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối với 60 nhân sự. Đến nay, công ty đã lấn sân sang cả phát triển đầu tư dự án. Theo giới thiệu trên website, Danh Khôi đã đầu tư ở 9 tỉnh thành phố với hơn 10.000 sản phẩm. Năm nay, Danh Khôi đặt mục tiêu thu 380 tỷ đồng tăng hơn 430% so với năm ngoái và lãi sau thuế khoảng 40 tỷ đồng cũng tăng trên 330%. Tuy nhiên, tại quý đầu năm nay, danh khôi mới đạt doanh thu hơn 5 tỷ đồng và lãi gần 3 tỷ đồng.